360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ đã chuyển sang mùa hè rồi ạ. Mùa hè rất là nóng bức ạ và nhiệt độ rất là cao. Quý vị và các bạn đang sử dụng ô tô thì chắc hẳn quý vị và các bạn trước khi bước lên xe thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi đấy. Nếu như xe của quý vị và các bạn để ngoài trời mà bước lên xe thì sờ vào cái phần nội thất của xe, nhất là chiếc táp lô. Nó ở ngay chiếc kính chắn gió là nó hấp nhiệt rất là lớn, cho nên là sờ lên cái mặt táp lô này thì là rất là nóng. Và những chiếc táp lô xe của quý vị và các bạn thì được nhà sản xuất bằng những cao su non này hoặc là da PU, cho nên là những cái vật liệu này đều không chịu được nhiệt độ cao và không chịu được nắng nóng, cho nên là rất là hại cho chiếc táp lô của quý vị và các bạn. Chính vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một sản phẩm để bảo vệ cho chiếc táp lô xe ô tô của quý vị và các bạn. Đó là cái sản phẩm da bò nhập khẩu nguyên lông và nguyên miếng ạ. Tất cả sản phẩm của chúng tôi đây là đều là da bò nguyên lông và nguyên miếng, chúng tôi nhập khẩu từ nước ngoài về và có rất nhiều mẫu mã cho quý vị và bạn lựa chọn ạ. Nếu như quý vị và bạn muốn bảo vệ cho chiếc táp lô ô tô của mình, quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, và chúng tôi sẽ gửi mẫu cho quý vị và các bạn cùng xem qua Zalo để quý vị và các bạn cùng lựa chọn cho mình một sản phẩm, một cái mẫu da bò nguyên lông nguyên miếng này thật là đẹp để bảo vệ cho quý vị và bạn có thể bảo vệ cho chiếc táp lô xe ô tô của mình ạ. Không những bảo vệ chiếc táp lô mà nó còn là trang trí chiếc táp lô của mình ạ thật đẹp và sang trọng cho chiếc xế yêu của mình ạ. Quý vị và các bạn đặt hàng thì quý vị và các bạn sẽ liên hệ chúng tôi sẽ gửi mẫu cho quý vị và các bạn lựa chọn. Quý vị cung cấp thông tin cho chúng tôi như là quý vị và các bạn đang đi xe gì, chiếc xe được sản xuất năm bao nhiêu. Chúng tôi đã có tất cả các mẫu của chiếc xe ô tô đang chạy tại thị trường Việt Nam này, là chúng tôi sẽ cắt đúng theo cái quý vị và các bạn đặt hàng, theo mẫu quý vị đặt hàng và kích thước của từng loại xe. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị và các bạn ngay thôi ạ. Sản phẩm của chúng tôi là được nhập khẩu về, cho nên quý vị và các bạn yên tâm về chất lượng ạ. Tất cả đều là da bò nhập khẩu và đã được sấy khô nguyên lông, đảm bảo nguyên lông nguyên miếng, cho nên quý vị và các bạn sử dụng yên tâm ạ. Rất là thơm tho, sạch sẽ và sang trọng và đẹp ạ. Vệ được cho chiếc táp lô của mình mà vừa là cái phần trang trí của chiếc xe ạ. Nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm thì xin quý vị và các bạn hãy chọn mẫu đây ạ. Đây là chính là thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, rất là nắng nóng. Với thời tiết ra nắng nóng như này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn, nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.
mua.